chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Xong anh kéo. Không. Để mọn đi em. Anh ở đây em đi chơi nhé. Ấy, em lại khóa. Em đi chơi đây. Khóa này là kiểu gì? Em đi chơi đây. Bởi mày mày buộc mày kéo anh. Được nhỉ? Em không ngồi sao đâu. Em mà ngồi sao. Em chỉ đi theo này.
kéo hẳn cái dài này nó sẽ chơi. Nó dày lắm. Dày khỉ mà dày. Hay kéo hai cả. Có vợ dày. Nào, let's go. Đi thôi. Let's go. Đi nhanh. Nào, từ từ. Nào. Bay từ từ chứ tao. Bay. Tao đang là bắn người nhé. Kéo vào đây, cuốn quần vào. Nào đây.
cắt nhưng không thành công. Ai à, sức mạnh của anh nhá. Uầy, cái gì mà cô? Ba lớp luôn. Thế này được á? À hù rồi. Thế này được á? À xem nào. Đứng dậy. Ngồi dậy. Cháu giả luôn ra. Cháu giả ra vào đi. Vâng. Cái này là cái này. Làm kia này. Đây này. Làm thay vào. Đắp vào đi. Đó. Không. Hey!
Người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh matcha tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh matcha tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. 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 Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.